Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam những ngày này không khí nhộn nhịp dường như đã quay trở lại sau hàng tháng dài ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hăng say luyện tập để chuẩn bị cho ngày sân khấu chính thức mở cửa đón khán giả, nghệ sĩ Dương Vương Long của đoàn ca Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam không giấu được cảm xúc hân hoan, hạnh phúc. Sau một quãng thời gian nghỉ dịch thì bây giờ được hoạt động trở lại thì không chỉ tôi mà tất cả các nghệ sĩ đều rất là hào hức, rất là mong muốn bởi vì rất là nhớ ánh đèn sân khấu rồi. Rất nhiều những tác phẩm, bao nhiêu ấp ủ của một nghệ sĩ và rất là khát khao được cháy hết mình trên sân khấu như những ngày trước đại dịch. Khác với các cơ sở chiếu phim vốn có thể mở cửa đón khán giả đến ngay trong ngày đầu được hoạt động trở lại, thì các nhà hát, cơ sở nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực luyện tập, xây dựng những vở diễn, chương trình mới hấp dẫn để chờ ngày biểu diễn trở lại phục vụ khán giả trực tiếp dưới ánh đèn sân khấu. Sau một thời gian rất dài nghỉ dịch, thì cái việc tập luyện thì đương nhiên là nghệ sĩ vẫn duy trì, nhưng mà để được lên sân khấu thì rất là ít cơ hội. Thế cho nên là khi mà được lên sân khấu trở lại thì tôi cảm thấy là cái việc tập luyện này nó hăng say hơn rất là nhiều và cảm thấy vô cùng hào hứng. Đây là một hạnh phúc đối với tất cả các nghệ sĩ trong ngành biểu diễn của chúng tôi. Chúng tôi được trở lại hành nghề, được làm nghề trên chính sân khấu. Chúng tôi vừa chống dịch và chúng tôi vừa luyện tập. Cái công tác luyện tập thì để cho diễn viên phải tập lại được với nghề. Họ gìn giữ, họ duy trì được chuyên môn, luyện tập lại chuyên môn cho tốt thì bắt đầu mới xây dựng những cái chương trình mới để đưa ra cho khán giả những tác phẩm mới, những tác phẩm hay nhất và để cho khán giả đón nhận những cái chương trình mới sáng tạo mới của các nghệ sĩ. Hiện nay thì chúng tôi đang tích cực luyện tập một số các cái chương trình phục vụ chính trị trong thời gian gần nhất. Ngoài ra thì một loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng đã có lịch để luyện tập. Chắc chắn là sẽ mang lại những không gian nghệ thuật mới lạ với tất cả khán giả yêu âm nhạc. Sau thời gian dài chờ đợi, cả nghệ sĩ và khán giả đều mong chờ đến ngày sân khấu sáng đèn trở lại để lại được đến rạp thưởng thức nghệ thuật. Với niềm hạnh phúc hân hoan khi được biểu diễn trước công chúng, các nghệ sĩ trong ngành nghệ thuật biểu diễn đã và đang tích cực luyện tập để mang tới những món ăn tinh thần phong phú, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo khán giả thủ đô sau hàng tháng đóng cửa phòng dịch.